Rồi, Quang miền Tây xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có đọc một bài báo các bạn, báo điện tử Vietnamnet có làm cái phóng sự ngắn. Nhà vườn bội thu lứa thanh long đầu xuân nha. Bình Thuận, các nhà vườn ở Bình Thuận đang thu hoạch lứa thanh long đầu xuân năm dần, bán với giá 12 đến 15 ngàn đồng một ký. Sáng mùng 6 Tết, gia đình ông Phạm Văn Dũng ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam thu hoạch lứa thanh long đầu tiên của năm nhâm dần. Vườn thanh long 600 trụ bên con đường nhựa ở đầu làng của ông Dũng đã chín tới, trái đỏ hồng, căng tròn, gần chục nhân công tất bật cắt trái chín bỏ lên xe rùa đẩy đi kết trước sân nhà. Ông Dũng cân được hơn 8 tấn, thương lái mua ngay tại chỗ với giá 15.000 đồng một ký, trừ chi phí điện trong đèn, dịch vụ phân thuốc, công chăm sóc, gia đình ông lãi hơn 100 triệu đồng. Giá thanh long bất ngờ tăng, có khoản thu lớn như vậy, gia đình tôi rất mừng, ông Dũng nói. Anh Tà Yên Quảng, nông dân cùng xã, hôm nay cũng thu hoạch được 1,5 tấn thanh long trong khu vườn 200 trụ, thương lái đến mua tại vườn với giá 12.000 đồng một ký. Trừ chi phí lứa này gia đình anh lãi hơn 15 triệu đồng. Đợt trong đèn vừa rồi trái ra ít nhưng bù lại giá cao. Đầu năm gia đình cũng có khoản thu nhập kha khá như lộc trời đầu xuân. Anh Quảng nói, trước Tết thanh long rớt giá thảm, xuống vài nghìn đồng một ký, thậm chí có thời gian còn 2.000 đồng một ký, nông dân lo không có người mua. Nay giá cao bất ngờ tăng khiến các chủ vườn thanh long đang thu hoạch cảm thấy phấn khởi. Thì cái bài báo này theo các thương lái, thanh long được mua với giá cao do nguồn hàng khan hiếm trước dịp Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng tại Bình Thuận ít vườn ra trái đợt này nên nguồn cung không đủ cho các vựa xuất khẩu. Rằm tháng Giêng bên Trung Quốc cúng nhiều thanh long mà đợt trước Tết cửa khẩu bị ùn ứ không xuất qua được, nguồn hàng bên đó đang thiếu. Chị Lê Thị Gái, thương lái thu mua thanh long ở Bình Thuận cho biết, Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước với hơn 30.000 hecta, sản lượng 600.000 tấn một năm. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ chủ yếu. Dù những năm qua loại đặc sản này của Bình Thuận đã xuất đi nhiều nước trên thế giới. Mình mới đọc bài báo ngắn thì chia sẻ cho người nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận nha các bạn. Thì bán được giá thì bà con nông dân rất phấn khởi, rất vui mừng. Thì hiện tại giá thanh long mua xô tại vườn từ 12 đến 15 ngàn đồng một ký nha. Tùy theo khu vực, tùy theo vựa. Thì hy vọng là giá thanh long sẽ bình ổn và giữ những cái giá này cho đến cái đợt xong đèn sau cho bà con mình gỡ gạt lại chút đỉnh nha. Thì vừa rồi mình có đọc một bài báo mình chia sẻ cho bà con và các bạn nghe. Đây là thông tin buổi tối kênh mình cập nhật. Có gì thông tin gì mà vui vui thì mình chia sẻ cho bà con và các bạn cũng chung niềm vui với những nhà vườn hiện đang có thanh long bán đợt này giá cao nha. Rồi mình cũng xin kết thúc video đây và chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha. Bà con và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì mình quan tâm thì mình nhấn đăng ký kênh để theo dõi nha. Rồi chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau.